Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 17 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, nên sau khoảng 3 đến 5 ngày thì thời tiết lại chuyển trạng thái. Và từ hôm nay, một đợt mưa dông mới sẽ lại xuất hiện và kéo dài đến hết tuần tại đây. Cụ thể trong 3 ngày tới, tại các tỉnh thành miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tầng thấp kết hợp với quá trình hội tụ gió ở mực 1.500m, nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và dông. Rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá, sấm sét, dông mạnh, gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực vùng núi. Cũng do tác động của mưa và không khí lạnh, nên nền nhiệt có xu hướng giảm dần so với những ngày trước đó. Trời ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 21 đến 23 độ, có nơi xuống dưới ngưỡng 20 độ. Sau đó vào ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao, chỉ ở ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến 18 tháng 4. Sang ngày 19 tháng 4, nắng ấm sẽ quay trở lại. Từ nay đến cuối tháng 4, không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Nhiều khả năng miền Bắc tiếp tục đón thêm những đợt mưa lạnh ngắn ngày trong những nửa cuối tháng. Đối với các tỉnh miền Trung, cũng do tác động của rãnh thấp bị nén nên từ trưa chiều mưa cũng xuất hiện ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, sau lan dần xuống các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đặc biệt lưu ý tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Trong khi đó tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết hầu như ít có sự thay đổi. Khu vực này phổ biến có mưa dông cục bộ vào chiều tối, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 33 độ. Tại Nam Bộ, trong chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc. Sang đến ngày mai thì trời tiếp tục có nắng với trưa chiều nhiệt độ cao nhất phổ biến trên ngưỡng 31 độ. Nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh miền Nam với mức nhiệt có thể đạt ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Sau đó đến chiều tối sẽ có mưa rải rác, tuy nhiên không đều về lượng. Còn với khu vực Tây Nguyên thì mưa không nhiều, nhưng nắng cũng yếu, vì thế nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ thường xuyên xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 17 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu Tây Bắc ngày có mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ,
có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4, đêm chuyển gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, đêm chuyển gió đông đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.